ở trên này thầy gặp cái chú này là em với cô kia niệm Phật gần chùa Hoằng Pháp đó. Cổ này sáu mấy bảy chục tuổi rồi, cổ chết cũng biết trước ngày chết mà không có hiện tượng trước ngày chết thôi, mà chết nó mềm mại ngon lành đàng hoàng, có nghĩa ra đi không tán loạn. Cả nhà thấy ban đêm á là ngủ xuống, mỗi người đều thấy niềm chim bao, thấy cổ về ngồi trên tòa sen rực rỡ hào quang giải đạo mà trong giấc mộng, mà cả nhà đều thấy hết, mà thấy chung một cái hình tượng đó, ngồi trên tòa sen là xuống này là ngồi đầu chắp tay là dạy đạo, dạy các con ăn hiền ở lành tu, đừng có chạy theo với thế gian, làm ăn đủ sống thôi, đừng có tham lam gì với người ta, nói chung là dạy rất là đạo đức, nhưng mà đặc biệt hãy hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà là có thật đấy. Nên ai nói gì nói, lòng chúng ta niệm Phật trở về với tâm Phật đi, thì chúng ta sẽ hòa vào trong cảnh giới của Đức Phật A Di Đà của mười phương thế giới đó. Thầy thấy những cái trường hợp á, là người ta vậy, người ta nói lại nhưng có đầy đủ những cơ sở để chúng ta có thể mà biết trước đó là nhiệm mẫu con niệm Phật đó. Nam mô A Di Đà Phật.